Rồi, ok, các bạn cứ hỏi này. Mình trả lời nhá. Mình thấy trong nhóm các bạn thì có cái đoạn cứ cãi nhau cái câu viêm gan virus B ấy. Đấy, nó nhân lên HBAAG âm tính dương tính rồi là HBV DNA ấy. Nhá. Để trả lời luôn là HBV DNA là vàng. Nhớ nhá. Thì cái kinh nghiệm là trong các cái loại virus ABCDE nhớ cho mình là virus nào lây qua đường tiêu hóa, virus nào lây qua đường máu, đường tình dục. Rồi, loại nào thì người ta sẽ xét nghiệm DNA, loại nào người ta xét nghiệm RNA, ví dụ HCV-RNA, cái đấy mới là cái quan trọng. Nhớ nhá. Rồi. Canxi uống vào buổi sáng. Ok. Có một cái đoạn nữa đó là hormone tuyến giáp thì nên uống vào thời điểm nào? Đó thì nó sẽ liên quan đến cả bữa ăn, canxi trong thức ăn. Ok, bản đoạn đấy bạn tự tìm trong sách nhé, nó có những cái ý nó rất nhỏ thôi, phải để ý. Rồi, viêm tụy cấp sử dụng kháng sinh khi nào? Viêm tụy cấp sử dụng kháng sinh, nhiễm trùng nên mới sử dụng kháng sinh, chứ không nhiễm trùng thì sử dụng kháng sinh làm cái gì? Bạch cầu tăng, CRP tăng trong viêm tụy cấp chưa chắc đã phải là do nhiễm trùng nhá. Nhớ một điều như vậy, phải dựa vào procalcitonin. Nhớ chưa? Các bạn biết procalcitonin trên bao nhiêu quả tăng không? Nhớ không? Ví dụ đi test các thứ thì các bạn một số cái nó không có cái ngưỡng đâu. Nên các bạn phải học thuộc một số cái ngưỡng, đấy là cái kinh nghiệm đấy nhá. Người ta không cho đơn vị, ví dụ bilirubin người ta thích cho kiểu miligam, thích cho milimol, đúng không? Đấy nhá. Có những cái thông số cơ bản, ví dụ hormone tuyến giáp chẳng hạn, kể cả sinh lý cũng thế thôi, chưa chắc người ta cho cái đơn vị bình thường đâu nhá. Nhớ chưa? Đấy, những cái loại mà tất nhiên là mình ưu tiên cái loại kháng sinh nó ngấm tốt vào mô tụy, đúng không? Đấy, nó tương tự như kiểu là hô hấp ấy, mình sử dụng các cái quinolông, gọi là quinolông hô hấp nhá. Thì những cái kháng sinh nó ngấm tốt vào mô thì mình sẽ sử dụng, giống như kiểu là nó có một cái nguyên lý rất đơn giản. Ví dụ trong nhiễm khuẩn tiết niệu ấy, thì mình dùng các kháng sinh ngấm tốt vào các cái thải trừ qua đường tiết niệu nhá, thì nó sẽ điều trị được cái nhiễm khuẩn tiết niệu. Ok, nhớ một điều như vậy. Anh ơi em hỏi chênh áp tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch trên gan là bao nhiêu? À, rất đơn giản, cái này người ta gọi là HVPG nhá. Đánh vào, các bạn đánh vào trong của các bạn ấy, HVPG nó là chênh áp tĩnh mạch trên gan và tĩnh mạch cửa. Ok nhá. Thì cái này phải tìm thêm một số là tài liệu về tiêu hóa, bởi vì trong sách không nói kỹ về cái này nhá. Đấy, nó có hai khái niệm này phải nhớ bắt đầu. Thứ là nhất là HVPG nhá, thứ hai là SAAG, tức là độ chênh albumin máu và dịch ổ bụng. Đó, biết là cái này là cái gì không? Nếu mà đã biết HPBG thì phải biết SAG nhá. Đấy chưa? Đấy. Các bạn biết SAG là gì không? Ok. Biết SAG là gì không? Ok, chuẩn. Trên 0,5 đúng không? Đấy, trên 2 là nặng, trên 10 nguy cơ sốc nhiễm khuẩn và cái Bách phân vị đúng không? 99 không bao giờ vượt qua, thế thôi. Nhá. Ok. Ha. Rồi. Biết SAG là gì không? Các bạn biết không? Trong này ai biết không? Đã đọc cái đoạn đấy chưa? Đọc sâu một tí. Đúng ra là phải sâu đến mức như thế. Phải tìm cái quyển sổ tay tiêu hóa thực hành ấy nhá. Cái quyển nó mỏng mỏng ấy. Ngày xưa bọn mình thi, bọn mình cũng phải đọc qua cái quyển của giáo sư Hồng ấy. Đấy. Giáo viên sư viết rất là mạch lạc, mình cũng khá là thích ưa quyển đấy. SAG là tính công thức gì? Albumin máu đúng không? Độ chênh albumin máu dịch ổ bụng. Đấy, tại sao mà cái để mà cái dịch ổ bụng ở những bệnh nhân hội chứng thận hư ấy, hoặc là bệnh nhân xơ gan ấy, bởi vì albumin máu người ta thấp sẵn rồi thì mình phải tính cái độ chênh nhá. Còn nếu mà lấy albumin máu thì sẽ chỉ lấy cái albumin dịch của bụng, cái protein dịch của bụng ấy và Rivanta, cái đấy thì sẽ nhầm đấy nhá. Ví dụ dịch tiết là mình cứ tưởng
nó là dịch tiết, mình cứ tưởng nó là dịch thấm. Bifuronat uống vào. Thực ra các thuốc bifuronat bạn chỉ cần tuân thủ cái nguyên tắc là không nằm sau thuốc 3 phút thôi nhá. Nhớ chưa? Để tránh bỏng thực quản. Biết tại sao bỏng thực quản không? Biết tại sao bỏng thực quản không? Đặc biệt trên những bệnh nhân mà trào ngược dạ dày thực quản. Ok, gợi ý thế cho các bạn nhé. Rồi, trong nội khoa ấy, nó sẽ có một số các cái nguyên tắc mà bạn hiểu được một số nguyên tắc ấy, bạn sẽ đọc sách rất là nhanh. Các bạn nhìn thấy màn hình chưa? Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Thấy rồi, ok là nhập. Ok, mỗi bạn chữa ớt gầu nhá, đúng không? Rồi. Trong này ấy, có mấy chú học nội anh hôm nọ anh chữa cho cái đề này rồi. Anh chữa nhá. Rồi, mỗi bạn câu nhá. Mai Lan, Minh Thúy này. Điện tâm đồ hạ kali máu biểu sau ngoại trừ. Đừng tin nó ra bán nhá. Vẫn phải sửa lại đấy. Tại vì mấy cú đệ của anh thì nó chỉnh của nó chưa được perfect lắm, mình vẫn phải sửa lại. Nhưng mà thế cũng khá là ok rồi. Điện tâm đồ hạ kali máu biểu sau đây trừ. Chọn sóng U, PR kéo dài, ST chính xuống và QDS giãn rộng. Thì QDS giãn rộng là của cái điện tâm đồ của tăng gì? Tăng. Rồi. Ok, điện của tăng kali máu. Đúng không? Thì nếu mà giãn quá đúng không? Nó sẽ sóng hình gì? Hình sin. Ha, đúng không? Nhớ không? Đó, thì hạ kali máu này. Thì đố các bạn biết trong nội khoa có bao nhiêu bệnh hạ kali máu, kể hết từ đầu đến cuối sách. Bởi vì khi mình đã đọc hết sách rồi thì mình phải thống kê lại. Bây giờ hỏi các bạn nhé. Bệnh Crohn có hạ kali máu không? Bệnh Crohn có hạ kali máu không? Mình đi lướt một loạt từ đầu đến sách cuối sách luôn. Tại sao Crohn lại hạ kali máu? lại linh tinh rồi. Bệnh Crohn mà bây giờ vẫn còn bệnh Crohn tiết androsterone thì chết nhá. Bệnh Crohn không phải hội chứng Crohn nhá. Crohn ấy, bệnh viêm ruột từng vùng ấy. Rồi, ok, thì hỏi luôn này, hội chứng Crohn tăng kali máu hay hạ kali máu? Hội chứng Crohn thì tăng kali máu. Lại vớ vẩn rồi. Hội chứng Crohn thì tăng kali máu, hạ kali máu, đúng không? Nhá. Ok, nó là cái u phổ thượng thận thôi, nhớ chưa? Rồi. Hội chứng cất sinh thì kali máu tăng hay giảm? Đó, các bạn phải trigger những cái đấy vào đầu ấy. Nó là những cái ý mà nó có thể hỏi. Hội chứng cơ sinh tăng kali máu, hạ kali máu. Hội chứng cơ sinh kali máu tăng đúng hay sai nhỉ? Đúng. Ôi giời, lại hạ, chết, ông thì bảo tăng, ông thì bảo hạ này. Hạ natri tăng kali, ok nhá, đấy, nhìn bác sĩ Hòa này, chuẩn nhá. Đấy, bác sĩ Hòa nắm rất chắc kiến thức. Tiếp nhá. Suy thận thì kali máu tăng, kali máu giảm. Rồi, hỏi câu dễ hơn nhá. Hỏi quá các bạn cuống. Đấy, đi thi nhanh lắm. Rồi, thế có trường hợp nào suy thận kali máu hạ không? Hả? Có trường hợp nào suy thận kali máu hạ không?
các cao thủ sắp thi đến nơi rồi, dùng thuốc lợi tiểu giai đoạn đái trở lại đúng không? Tại sao suy thận cấp giai đoạn đái trở lại kali máu lại hạ? Tất nhiên là một số bạn sẽ cười bảo là ui dồi ôi, hỏi dễ thế ai sẽ trả lời được đúng không? Rồi tại sao? Bởi vì chỉ có khi mà như các bạn nhớ là tại sao thì các bạn mới nhớ lâu được, đi thi test các bạn mới phản xạ. Tại sao nhớ các bạn nhỉ? Rồi do chức năng tái hấp thu của ống thận chưa hồi phục đúng không? Đấy nên là trong các cái suy thận cấp ấy, mặc dù các creatinine trở về bình thường nhá, nhưng mà các cái chức năng ống thận thường thậm chí 1-2 năm sau mới phù hợp và nó mới hồi phục được. Không biết các bạn mở sách các bạn đọc nhá. Rồi giải độc phốt pho hữu cơ bằng Prazosin này, dùng này. Ok. Đấy, cái cơ chế ngộ độc phốt pho hữu cơ là gì? Tại sao ngộ độc phốt pho hữu cơ thì phải dùng atropine để giải độc? Bạn biết không? Đấy. Đấy. Trong cái chứng độc nhá thì mình lại phải học cái chơi cái kiểu này cơ. Chất độc là gì? Chất giải là gì? Cơ chế độc là gì? Lâm sàng có những hội chứng gì? Ok, đấy là cái cách học cái chương đọc, mỗi bài nó có cái cách học riêng. Câu than hoạt này thôi nhá. Toan chuyển hóa tăng, ở đây có bác nào thi cấp cứu không? Toan chuyển hóa có tăng khoảng trống anion trừ, toan hóa ống thận, toan lactic, toan xê tôn thuyện cấp, chọn đáp án nào? 4. Ok, nhất trí nhá. Thế bác sĩ Hòa thì mình dạy bác sĩ Hòa rồi thì thôi nhá. Ok, với các bạn nào mà chưa có các cái phản xạ. Rồi bác sĩ Hòa giải thích cho mình tại sao toan hóa ống thận thì lại không tăng khoảng trống anion, giải thích đi. Rồi. Tại sao tưởng cái ống thận nó bị toan thì khoảng trống anion nó phải cao ngất trời nhá. Rồi, thế đấy là toan hóa ống thận tim mấy? Toan hóa RTA. Rồi, nhớ vào trong đầu nhá, toan hóa ống thận là không phải là cái tình trạng ống thận nó bị toan. Tức là ống thận nó có thể nó không tái thu được HCO3 trừ hoặc là nó không đào thải được H cộng dẫn đến là máu bị toan. Ok. Rồi. Toan keton. Tại sao toan keton lại tăng khoảng trống anion nhỉ? Tại sao nhỉ? Rồi, đái đường có mấy tuyếp? Lại phải ôn lại kiến thức cơ bản. Alo. Bác sĩ Phú, đái đường có mấy tuyếp? Các bạn cố gắng tương tác nhá. Bạn nào không tương tác thì khó lắm. Bởi vì sắp thi nơi rồi mà. Rồi. Đái đường 2 tip. Ok. Thế biết đái đường tip 1,5 không? Đái tháo đường tip 1,5 ấy. Biết không? Mình chỉ nói những cái gì trong sách, chỉ dạy những cái gì cực kỳ cơ bản mà có khả năng các bạn thi và cố gắng mình sâu chuỗi các dữ kiện lại với nhau, cây lâm sàng nó tổng hợp. Có đái đường tiếp 1,5 không? Lại linh tinh rồi, đọc sách bài đái đường không kỹ rồi, mở sách ra, sách mình không nói gì ngoài sách cả, tất cả những gì mình nói sẽ là trong sách hết.
Nên một cái điều kiên quyết của cái người đi thi ấy là phải bám sách. Nên là bạn nào thi đỗ về cũng bảo là ui dồi ôi, học sách đi. À, ok, về đấy cũng học sách, nhưng mà vấn đề là cũng thuộc sách, nhưng mà hai người đi thi sẽ cho hai kết quả thi test khác nhau. Bởi vì một thằng nó hiểu sách, ok, còn một thằng nó chỉ nhớ sách thôi. Đấy, bây thi test là phải hiểu. Đái đường tip la la, đái đường tự miễn dịch tiềm tàng người lớn. Ok, yeah. Thiếu men EGAD, men GAD 65 ấy, các bạn đi nội tiết ấy, sẽ thấy người ta làm cái men đấy. Ok, bạn may trúng Đức khá là giỏi. Biết thế là tốt rồi, chứng tỏ bạn Đức đọc rất kỹ sách. Rồi à, toan keton thường do đái đường tip mấy? Keton thường do đái đường tip mấy? Tip 1, hay quá. Rồi tip 1, thế đường máu trong toan keton, đường máu thường trên bao nhiêu? Trên bao nhiêu có thể gây ra toan rồi? Đấy. Sách đâu mở ra đi, 1200 trang thì các cái mục tiêu bài thì cũng chỉ tầm độ 600 trang ở cùng, chứ còn như gì mà nhiều đâu. 16.8, ok, bạn Phan Mai. 8 hay là 16.3? À, nhớ lại. Khoảng độ 16. Đồng ý. Rồi, còn toan kia tăng lực thẩm thấu là tip 2 thì đường máu ở trên bao nhiêu? Rồi, 33, đồng ý luôn nhé. Rồi. Thế quan trọng nhất là các ông phải biết phân biệt đái đường tip 1 và tip 2. Cái đấy là cái rất quan trọng nhá. Đấy, một số cái điểm nhấn. ADA thì chắc chắn phải thuộc rồi. Nhá, mục tiêu HbA1c bao nhiêu thuộc nhá. Căn liều insulin dựa trên HbA1c nào phải biết nha, mặc dù trong sách người không ghi, mình phải biết cái đấy nha. Công thức là 246 HbA1c từ dưới 8, 8, 10 trên 10. Người béo là 0.6, đúng không? Đấy chưa? Đấy. 1/3 là cái gì? 2/3. Đấy, mấy cái đấy gợi gợi các bạn đọc lại nhá. Đấy, cơ bản. Ví dụ bảo đái đường tip 2 mà peptide C mà bằng 0 thì là chết rồi nhá. Hiểu vấn đề không? Đấy. Điện tâm đồ trong tràn tĩnh mạch tim trừ PR nhá. Tràn tĩnh mạch ngoài tim này điện thế thấp lan tỏa, ST chênh đồng hướng, không có hình ảnh soi gương. Thế nào là soi gương nhỉ? Soi gương là trong bệnh gì nhỉ? Nhớ không? Soi gương ở trong bệnh gì các bạn nhớ không? Ok, nhồi máu cơ tim. Thế nhồi máu cơ tim mà nhồi máu cơ tim mà ví dụ ST chênh lên D2 D3 VF thì nó là tác động mạch vành nào? Hả? Đã tác động mạch vành phải. Tại sao nhồi máu cơ tim thất phải lại hay rối loạn dẫn truyền nhỉ? Hay có nhịp chậm nhỉ? Mà lại nhồi máu cơ tim thất phải thì lại tránh dùng các thuốc gây hạ huyết áp, giảm bớt tiền gánh đi, không bệnh nhân lại tụt áp mà phải truyền dịch. Đấy, nhớ nhá. Một số cái điểm nhấn. Tại sao? Đấy, ST chênh lên ở DI đa VF đúng không? V1 V4 là gì? V5 V6 thành biến thấp, thành biến cao. Trước vách như thế nào, trước rộng như nào, trước vách khác trước rộng nhá. Nhớ một điều như vậy nhá. Đừng có nhầm lẫn hai khái niệm đấy. Cứ không phải lúc nào V1 đến V6 mà nó cũng là các bạn cứ cho tất vào một cái là đó nhá. Được chưa? Cái định khu là cái rất là quan trọng trong nhồi máu cơ tim nhá. Bây giờ vứt cho một cái cây bắt định khu điều trị. Đơn giản đấy thôi. Timi chấm cái là ngon thành cầu cây nhá. Tính chất của nhồi máu cái này có, nếu mà tràn dịch màng tim ấy mà nhiều ấy thì sẽ có tam chứng gì nhỉ? Đấy, nhớ không? Các bạn nhớ tam chứng gì không? Rồi. Ơi lại tam chứng PEC, làm gì có cái tam chứng tên là PEC. PEC nha, tam chứng PEC. Tiếng tim mờ xa xăm, tĩnh mạch cổ nổi tự nhiên và mạch kích thương. Thế thôi, nhớ không? Nhờ, thế thôi, đơn giản. Nhớ tất cả những cái tam chứng, hội chứng, ngũ chứng, tứ chứng này, đấy. Đấy, mình phải nhớ bắt đầu
hiểu vấn đề không? Phải nhớ bắt đầu nhá. Không nhớ được những cái tam tứ ngũ lục các thứ này đúng không? Thì là gọi là lại hơi dở hơi đấy. Nhá, nó có mấy cái thôi, phôn tan đúng không? Tra cốt. Hội chứng các thứ phải kể thành cái bảng, nhớ chưa? Đấy, chả bị hỏi cái câu cái bàn tay ra cốt ấy nhá. Nhiều ông lại cứ nghĩ là tưởng là xác cô đấy, nhớ không các bạn, nhớ không? Hỏi đơn giản lắm. Bệnh nhân đau thắt ngực ST không chênh cần làm xét nghiệm troponin nhé. Cái này làm T cũng được, mà Y cũng được. Nếu mà suy thận thì làm cho mình troponin Y nhá. Ok. Đấy, hôm nọ cái ông gì mà post cái câu gì mấy giờ ấy mà tô vàng lên cái men tim này này. Đấy. Mà cứ tranh luận mãi. Nhưng mà phải hiểu ý cái câu này, phải học cái động học của nó. Ok nhá, còn ST nó không phải nhá. Đấy. ST nó không đặc hiệu cho tim nhá, cái này gọi cơ. Bệnh nhân bị viêm đa cơ thì ST cũng tăng. Nhá. Cứ tưởng là men cơ, không phải, là men gan nhá. Rồi, câu nào dễ quá bỏ qua nhé. Đây, thời gian tác dụng của insulin regular là bao nhiêu? Anh em chọn đi nhá, nhiệt tình lên. Các bạn nhiệt tình với mình nhiệt tình các bạn thôi. Đúng không? Mình chỉ cho các bạn một số các cái tip nhớ vào đầu nha. Cái cách học của mình nó khác lắm. Mình không đọc từng phần trong sách các bạn đâu nhá. Mình sâu chuỗi các phần lại với nhau một số các cái mẹo nhớ. Ngày xưa mình với Thành đi thi là các số liệu sách giáo khoa gần như mình nhớ hết các cái, gần như các cái một số liều thuốc đặc biệt ấy. Đúng không? Mình chỉ cho các bạn một số mẹo nhá. Phải nhớ làm gì, chuyện không nhớ loại insulin, nhớ nhá. Insulin nó quan trọng thế, nó gần như là một cái phát minh. Bao nhiêu loại trong sách, đúng không? Bao nhiêu hội thảo nói về các loại insulin thế mà không nhớ được các loại insulin là dở hơi đấy nhá. Người ta chỉ cần hỏi một câu là Novomic cái gì, Flexpen là cái gì, thế là không biết là toi rồi, đúng không? Còn ai chả biết là insulin thì dùng trong chỉ định tuyệt đối, trong trường hợp mà thiếu hụt hoàn toàn như đái tháo đường 1, cái đấy thì đứa nào chả biết, đúng không? Mình phải cố gắng, mình phải học những cái gì mà người ta không biết đấy nhá. Còn những cái mà người ta chắc chắn là tức là đưa cho người ta thì câu nào cũng chọn được, thế câu đấy nó không có tính cạnh tranh nhá. Đấy, nhớ một điều nhá, nhớ một điều mình bảo này. Thực ra các bạn đi thi các bạn cứ tâm lý nhớ một điều là mình thi với các bạn cùng thi chứ mình không thi với đề thi, nhớ chưa? Nhá, nhớ một điều. Bởi vì sao? Dễ thì dễ chung nhá, chúng nó làm được mình làm được thế là bằng nhau, đúng không? Trừ khi mình phải rất cẩn thận, mình làm cố gắng làm đúng câu đấy. Cái thứ hai là đừng làm sai cái câu mà có trong sách, cái viết lù lù đấy sai nhá, được chưa? Cái khó thì khó chung, nên là dễ làm trước, khó làm sau nhá. Dễ làm không phải khó bỏ mà khó làm sau, nếu còn thừa ra thì làm, nhớ nhá. Kinh nghiệm đấy, bởi vì trong các thứ thì người ta xếp cho các bạn, nó có phải theo thứ tự dễ khó đâu, xếp lộn xộn chứ. Tự nhiên đang làm câu là insulin thời gian tác dụng thì tự nhiên nhảy bạch phát ra ca cây lâm sàng lupus ban đỏ hệ thống chấm điểm ACR 1997 xin lỗi nhá. Hiểu chưa? Điều trị hôn mê tăng lượng thấu dung insulin, cái này dễ nhá, câu này dễ chuyển. Hội chứng cất sinh không, đây câu này này nhá. Cái phần hội chứng cất sinh này các bạn đọc hack não luôn nhá, phần hội chứng cất sinh này ha. Đấy. Các bạn cũng muốn mình chỉ cho cái các cái bí kíp để nhớ vùng hội chứng cơ sinh hay không?
sách nó dài lắm, cố gắng tóm gọn nó thành cái bảng nhá, kẻ một cái bảng ấy ra cho mình này nhá, cái bảng này là trực tiếp tự tay mình kẻ nhá, chiến mọi loại test trong cái đề xa luôn nhá. Mày kẻ này ra mà nhớ được, đọc sách dài lắm nhá, cứ liều thấp qua đêm xong liều cao qua đêm, xong lại liều thấp qua đêm xong lại liều cao, ức chế không ức chế, ức chế được không ức chế được, ức chế một phần nó loạn cả lên nhá. Phần này là phần khó, bạn nào chơi được cái phần này tức là đã vượt qua được các bạn khác rồi nhá. Đấy, kẻ theo thứ tự này nhá. Đấy, 1, 8, 0.5, 2 ngày điền nó theo thứ tự này tức là nó khác nhau, mày nhớ được loạn lên đấy nhá. Đấy, nhớ chưa? Đấy, bệnh cơ sinh thì vấn đề nó lại về em trai nhá, về em trai tuyến niên này nhá. Ok chưa? Còn 3 tháng ngày máu niệu đều cao hết, nguyên tắc là nếu mà máu cao thì niệu nó cao thì nó giống nhau, phải dùng các cái test liều cao xem nó trong trục hay ngoài trục, thế thôi, không khó nhá. Câu này chọn đáp án nào? Ok nhá, cái câu mấy câu dễ mình bỏ qua nhá. Crone này có trong mục tiêu các bạn nhỉ? Crone có không? Mình thấy có năm có, các năm không. Crone có không? Nó là cái bệnh lý IBD ấy. Nó thì viêm loét đại tràng chảy máu có không? Hay các bạn chỉ học trĩ táo bón thôi thì đúng không? Thế thì lại ngon, đúng không? Cái bệnh IBD thì khó lắm nha. Nghe bản thân mình học tiêu hóa thì mình cũng thấy IBD nó rất là khó. Người ta có cả một cái đơn vị điều trị IBD trong khoa tiêu hóa mà. Nhá, ok. Thế là tốt rồi, may đấy nhá. Ok, à, hồ trĩ rồi, kích thích ABS, có gì đó. Táo bón ở người già này, câu nào dễ quá mình bỏ nhá. Cái này ít, các bạn hỏi đi. Quản ấy, thì để mà hiểu được hormone làm tăng đường máu thế nào thì phải học chất truyền tin thứ hai, CMV vòng, không học được phần đấy thì chịu, không giải thích được. Nhá. Cơ chế CMV vòng chính là cái đoạn mà các cái catalyte nó gắn vào, xong bắt đầu các catalyte nó sẽ xúc tác hoạt hóa một số các enzyme, nó cắt cái glycogen, giải phóng phosphata, cắt G6P tạo thành glucose tự do. Đấy, cơ chế nó thế cơ, bạn phải học được hóa sinh nữa chứ không phải là ôm mỗi sinh lý mà bạn đòi giải thích được các cái sinh lý đâu nhá. Cái cơ chế của bạn ấy thực ra thì mình nghĩ là nó thiên về hóa sinh nhiều hơn, mà thiếu hóa sinh các bạn không thi, đúng không? Như cái bọn nội chú ấy thi nó biết đấy nhá, cứ hỏi bọn nội chú ấy nhá, ôn thi nội chú ấy có cái đoạn đấy, cái cơ chế R2C2 cứ hỏi bọn nó sẽ biết. Ok, mấy cái ca này thì không có gì nhá, cái ca này là một cái 36 nghiện rượu, suy giảm miễn dịch, ọc mủ này, giai đoạn áp xe phổi thôi, cái gì đâu, ba giảm, cái này không có gì đặc biệt, ngón tay ừ trống thì chả là hiệu cho cái gì, quan trọng nó là bệnh cảnh có các cái nhiễm trùng, đúng không, chuẩn đoán cái áp xe phổi, giãn phế quản không đúng, có tiền sử gì đâu, ho khạc đờm gì đâu, đúng không? Bởi vì đơn giản thôi, giãn phế quản lúc nào nó sẽ giãn, đúng không? Chả lúc nào nó hết giãn phế quản, đúng không? Trừ khi có một loại giãn phế quản ấy, người ta loại trừ được cái nguyên nhân tắc nghẽn thì nó mới hết nhá. Còn cái cả bệnh giãn phế quản nó hiểu sơ gan ấy, bệnh nhân sơ gan thì bao giờ hết sơ đâu, đúng không nhá? Nên chai bút nó đa phần nó chỉ có tăng lên thôi nhá, có trường hợp chai nó cũng giảm đi nhá, nhưng mà không bao giờ chuyển thành chai C chuyển thành chai A nhá, trừ khi cái đấy không phải sơ gan, các bạn cứ đem chấm vào nhá. Câu này dễ rồi, u lanh phô là ác tính theo anabo có tất cả mấy giai đoạn, dễ đúng không, 4 nhá. Nhá, đây leukemia cấp thể M3 là thể gì đây, thể gì đây, leukemia cấp thể M3
thể thể gì mà có thuốc sửa gen nhỉ, đúng không? Các bạn học biết rồi, sáng vào viện chiều rối loạn đông máu chứ có thể chết nếu không phát hiện ra nhá. Lớp kem y cấp thể tiền tùy bào đúng không, tăng bờ cờ đặc hiệu, ok nhá. Thể M5 là gì đấy, có tất cả mấy thể nhỉ, M0 đến M mấy? Ok, có thuốc sửa gen Acha nhé. Ok, thế thôi nhá. Rồi, tốt rồi. Điểm nhấn của nó ấy, DIC xét nghiệm đông máu biến đổi như nào? Trong sinh lý cũng có thể hỏi. DIC đông máu nội mạch giải rác ấy. Fibrinogen như nào, nghiệm pháp rượu nào, Volcala, Dedime thứ như nào. Hiểu vấn đề không? Đấy, tiểu cầu như nào, tiêu thụ giảm thôi, đúng không? Đấy. Ok. Nha. Cái câu ấy sửa cho anh thành city nhá. City nhá, đáp án nó bị cái này tố tích nó bị lệch. Trong cái quiz các bạn làm biết rồi đấy. Nhá. Cắt lớp, nhớ nhá. Có tiêm thuốc. Tổn thương giác cốt đây, cái câu này của bạn này. Đấy, thấy không? Tất cả những cái gì mà nó có cái tên ấy, cái tổn thương của nó có tên ấy phải nhớ nhé. Ví dụ chẳng hạn như phân biệt cổ cò, cổ ngỗng này, các loại cổ này, đúng không? Gân giữa, gân gân đốt gần quá gấp, quá duỗi, đốt xa. Đấy. Nhá. Hỏi rất là tinh tinh tế. Hiểu vấn đề không? Đấy. Anh sửa cho các bạn rồi nhá. Thế nên bảo là từ đầu mà cái đáp án đấy thì phải sửa lại. Từ đầu bạn vào muộn chịu khó nghe các bạn. Tiếp nha. Câu nào dễ thì thôi nhá. Cái câu đau lưng này thì nó có cái tip của nó này. Cái này chưa phải là cái chính trong cái bài này. Câu nào dễ các bạn tra được thì thôi, chứ làm gì nhỉ? Có cái câu mà hay cái cãi nhau nhá, cãi nhau này, viêm gan nhiễm độc do thuốc chống lao, vì suy gan cấp này, cái này dừng thuốc nhá, này chưa chết vì lao, chết thì suy gan rồi đông máu rồi nhá. Ok, Crohn này không thi rồi đúng không? Đó. Cái câu tiểu cầu dưới 75, dưới 100, dưới 75, dưới 100 nhá. Rồi. Ok, đây ca lâm sàng 60 tuổi gù cong tai nạn giao thông 2 giờ đúng không? Không có ép dễ, đau nhiều L1 lưng lưng nhất, VAT 8 điểm khá cao. X quang xẹp đốt sống ra lưng nhất, chuẩn đoán hợp lý là gì? Bạn chọn cái này viêm cột sống do nhiễm khuẩn. Con này gãy xương đốt sống cho loãng xương nhé. Ok nhé. Nhìn nó đâu biết loãng đâu, gãy xẹp là gãy, xẹp là gãy còn gì nữa, đâu nhìn đâu biết loãng đâu, chả nhìn đâu biết loãng cả à. Nhìn vào đâu biết loãng, gù cong gù vẹo gù chắc gì là loãng chắc không, rồi gù đã gù chắc gì loãng đúng không? Rồi chả có cái lý do gì nhìn đây bảo là do loãng xương cả đúng không, theo dõi cho loãng xương thôi nhá, đâu nhìn đâu biết loãng xương có đo gì đâu biết đó, như chấn thương xẹp đốt sống hay sao đấy, theo dõi thôi nhá em ạ. Lao thì chả có gì gợi ý cả đấy nhá. Ca lâm sàng nhớ một điều này, cái kinh nghiệm đi theo ca lâm sàng ấy, kiểu gì trong dữ liệu nó sẽ gợi ý, nếu mà dữ liệu nó không gợi ý thì đừng có nghĩ đến nhé, được chưa? Đây này, cái dữ liệu gù cong này nó sẽ gợi ý cho là cái loãng xương nhé. Ok đấy, ở đây này, đây bằng chứng này, đây nhìn vào đây mới gọi loãng, bởi vì DK cái đo loãng xương bằng các cái tia X hấp thụ năng lượng kép ấy, nó là phải tiêu chuẩn vàng
dưới âm 2.5 nhé, chỉ cần một vị trí, nhớ mà chỉ cần một vị trí thôi là loãng, âm 3.1 loãng, đúng không? Canxi 2.3, can bi lăng phốt phát bị viêm bình thường. Cái quan trọng nhất là cái loãng xương mà không phải là thứ phát thì các cái bi lăng nó phải bình thường. Tuy nhiên thì những cái trường hợp mà loãng ấy, mà mới xẹp ấy, thì các cái bi lăng nó phải tăng, đúng không? Ví dụ trên 7 ngày, 10 ngày phải tìm nguyên nhân. Điều trị cho bệnh nhân là điều trị thuốc nào đây? Calcitonin, đúng không? Calcitonin là thuốc chống loãng xương duy nhất có tác dụng giảm đau. Chính là Miracancic là hormone cá hồi ấy nhá. Ok, nhớ chưa? Đấy. Sau một tuần điều trị bifuranat, điểm RAT giảm khá nhiều nhá. Ok, thế bây giờ bệnh nhân là bị rung nhĩ thì có dùng Aglata ở truyền không nhỉ? Các bạn nhỉ? Đấy, 72 bạn. Dung nhĩ có dùng Aglata ở truyền không? Chỉ hỏi đúng câu đấy biết các bạn đọc kỹ sách không? Bị dung nhĩ có dung nhĩ chẳng hạn. Bị dung nhĩ cơn. Đấy, ngoài cơn bình thường thi thoảng có cơn thôi, cơn tự đúng không? Trường hợp chả dùng thuốc nó hết. Có dùng không? Các bạn có dùng không nhỉ? Truyền luôn, truyền không? Đâu, bạn này đọc thường dùng cho giai đoạn loãng xương sớm, bạn này lại linh tinh rồi nhé. Cái mục đích dùng calcitonin đây là không phải là dùng cho loãng xương sớm nhé, đọc kỹ sách đi. Nhớ chưa? Ok. Nha. Bạn suy cái câu hỏi của bạn ấy nó bị sai trong bệnh cảnh này nên là chịu không trả lời tìm được câu hỏi. Đấy, bạn Hòa này, nghe bác sĩ Hòa này. Bác sĩ Hòa. Bác sĩ Hòa nhiều khi cứ lo lắng quá nhưng mà bác sĩ Hòa học về kỹ đấy nhá. Rồi. Bởi bác sĩ Hòa là lâm sàng nên là các cái kiến thức đọc thì có thể nó sẽ vào đầu nhiều hơn. Ok nhá. Cơ chế của sulfonylurea. Tại sao mà trước khi truyền Aglata thì phải bổ sung canxi D3? Tại sao biết không? Đố biết. Tại sao bổ sung kali cho sướng, bổ sung canxi. Trong này có mấy bạn nhìn quen lắm, mình giải thích các bạn rồi đấy. Nhá. Ok, đồng ý bạn Phương Dung luôn. Thế thôi, đơn giản là gì không? Sau một tuần này, cơ chế SU đó là các cái kích thích B tiết insulin nhá. Nha. Nha, nó không kích thích tổng hợp đâu, mà tức là nó hòa màng thôi, cơ chế của nó thông qua kênh K cộng đóng mở điện thế học sinh lý, các bạn biết rồi, đúng không? Trong sinh lý ấy, phần sinh lý màng ấy em ạ. Nha. Được không? Bút tiêm không nào là hỗn hợp của analog nha. Cái analog, cái một số bí quyết mẹo khi đi thi này, cái chữ G này viết lộn lên thành số 6, từ 3 đến 6 giờ cái analog nha. Cái này nhớ kiểu banana insulin hỗn hợp analog, câu này dễ đúng không nha, bảng sách có hết rồi. Bản chất là cái analog người ta recombination thôi, có gì đó người ta thay cái acid amin nó đi, đúng không? Bởi insulin là bản chất nó là peptide nhá, triệu chứng suy thận thứ phát trừ. Sạm da, chỉ số là tăng trong u lympho ác tính, câu này dễ quá. Chuyển. À thôi, cho các bạn chọn đi, cho các bạn quen nhé. Cho các bạn quen, bạn Lệ Chi đi, chị Lê Lệ Chi, chọn đi. Nick mệt mỏi này, nay thì tâm trạng quá nhỉ. Nick, bạn mệt mỏi chọn anh xem nào. Cái này, B. À, tại sao
Tại sao u lanh phố ác tính lại tăng LDH? Tại sao? Các bạn tự trả lời nhé, cái này sinh lý thôi, cái gì đâu. Điều trị hỗ trợ nó lên kia mi cấp. Câu này tranh cãi nhỉ. B và C nhá. Ok nhá. Chỉ định hóa liều cao ghép tủy, câu này dễ. Triệu chứng B là sút sốt kéo dài. B ra một chỗ nhá. B và C, A và B. B và C. B và ra một chỗ. Một ca dòng kinh xuất huyết ITP ấy, cái này xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn à? Ha. Ơ thì tưởng là dòng kinh này là xuất huyết nguyên nhân có căn nguyên này. Không phải nhá. Cái này xuất huyết tiểu cầu vô căn. Tiểu cầu 9 này nó dưới 10 nguy cơ xuất huyết não rồi. Chuyển đi nhá. Chuyển tiểu cầu gạn tách đi nhá. Đừng chuyển pull nhá. Tiểu cầu nó hai loại. Đời sống nó có 6 ngày thôi nhá. Khá nát chi mọc. Đây câu này nhá. Câu phải căng đấy, câu này hạ natri máu thể tích ngoại vào bình thường, trừ câu này có nhiều đáp án lắm. Đáp án 49 các bạn chọn gì? Phân biệt cho anh cái CS với cái Trapater nhá. Đấy, nhá. Trong bài phổi nhá. Cái bài ung thư phổi trong giáo trình ấy các bạn ấy, nó thiếu mất cái mà làm gen ấy. Đột biến gen EGFA rồi là các kháng thể đơn dòng ấy. Rồi là một số các cái chụp PET, PET CT cái thứ đấy thiếu á nhá. Chưa đủ đâu nhá. Còn cái bảng TNM thì các bạn cố gắng thuộc đấy. Thuộc đấy, phải thuộc á nhá. Bệnh nhân đây. Suy tim thì cái câu này là suy tim nhá. Được chưa? Suy thượng thận chọn luôn nhá. CS chọn luôn. Ba cái đáp án B, C, D chọn tất. Các bạn nào ý kiến có gì có 49 không? Các bạn có ý kiến gì câu 49 không? Câu 49 là câu rất hay. Combination 4 mảng kiến thức. Nội tiết, tim mạch, cấp cứu. Các bạn đi giải thích đi. CS thì tại sao thể tích ngoại vào không bình thường ha? Ừ đấy, đây là ngoại trừ nhá, các bạn đọc cho nó kỹ sách nhá. CS là bài tiết ADS không thích hợp đấy nhá. Được chưa? Cái này mặc dù sách thì như xếp cái này vào bình thường đấy, đúng không? Quan điểm mình là không bình thường nhá. Cái này giải độc naloxone chẳng có gì. Câu này dễ đúng không? Đây, có câu 55 mà các bạn cũng hỏi nhiều này. Câu này này. Cái lọc máu này chọn A nhá. Nó chỉ lọc máu nó không phải thụ thuộc ure đâu. Bởi nhưng mà hội chứng ure máu cao thì lọc máu nhá. Đây bây giờ hỏi các bạn một câu này, bạn nào trả lời được thì chắc mình đi nghĩ bạn ấy đi thi sẽ rất là ngon. Tại sao natri máu dưới 120 lại lọc máu và sao? Khó hiểu đấy. Ê, trong sơ gan natri máu tăng, natri máu giảm. Các bạn trả lời đi. Trong sơ gan thì natri máu tăng, natri máu giảm. Hỏi bạn nào lạ lạ tí nhỉ? Thảo Phạm này, Thu Hằng, Thúy, Thúy Mai. Trong sơ gan natri máu tăng, natri máu giảm. Ok, đúng không? Đấy. Đấy không phải sơ gan natri máu giảm cái nào cũng phải chuyển muối nhá. Đấy là sai lầm. Bởi vì khi mà muối giờ nó đi với nước, câu chuyện là thừa muối, thừa nước hay thừa cả nước, thừa cả muối. Thế thôi, bài điện giải nó có cái key đấy. Nhá. Thế tại sao suy thận cấp thì natri dưới 120 thì phải lọc máu? Ở đây có anh em nào biết không? Nếu mà bạn biết cái đoạn đấy thì bạn cũng thành cao thủ đấy. Mình đi nghĩ đi thi đấy, không khó đấy các bạn.
Tại sao? Thế thì phải đọc lại chương thận tiết niệu nhé. Trong chữ thận ấy, nó có một cái khái niệm lọc máu ấy, có khái niệm UF tức là lọc rút cân. Đọc lại cái đấy nhé. Cái đấy do pha loãng thôi em ạ. Cái ca này không có gì, cái ca này nhiễm khuẩn phì đại thôi, gì đâu. PSA thì dưới 4 chả gì. 49 không, chưa trên 60, trên 20 là ấy rồi, tăng rồi. Triệu chứng tăng nghẽn, nhiễm trùng, kháng sinh nhé. Chẹn alpha 1 tại sao uống buổi tối nhỉ? Chắc là mình chữa nốt cho bạn nốt con 59 này thôi. Vì bây giờ mình phải có cái tí việc mình xử lý rồi. Câu 59 này. Tại sao uống buổi tối nhỉ? Chính xác, nếu mà tối bệnh nhân thì dậy bệnh nhân đi ngoài thì vẫn nguy cơ hạ huyết áp đúng không? Thường tránh hạ huyết tư thế. Thế thôi. Bởi vì cái chẹn alpha này bản chất là nó chẹn, nó giãn cái cơ trơn cổ bàng quang đái dễ hơn, nhưng mà thực ra nó các cái thụ thể nó cả mạch máu nữa, một số người nó gây hạ áp tư thế nha, đấy chưa đấy. Ok, đấy là một số các cái tip, các cái mánh mà mình bày cho bạn. Các bạn cố gắng, các bạn làm được tầm độ nhiều câu như thế này này, nhưng mà bạn cố gắng suy luận tí nha, dựa trên bệnh học ấy, thì các bạn sẽ đi thi, các bạn thì tốt rồi. Ok, các bạn có hỏi gì mình không, các bạn hỏi đi, mình trả lời các bạn 5 câu rồi đấy nhá. Các bạn hỏi thoải mái đi, thích hỏi gì hỏi trong nội khoa, mình biết mình trả lời nhá. Mình cho các bạn 3 phút nhé, các bạn đặt câu hỏi, mình trả lời 5 câu. Đương nhiên là cấp cứu dung thất thì các bạn phải xúc điện nhé, đúng không? Đúng không? Tất nhiên trong cấp cứu ngừng tuần hoàn thì các bạn cố gắng đặt cho người ta cái ống nội quản là tốt nhất, nhưng mà trường hợp không đặt được thì bóp bóng thôi, cố đặt làm gì, đúng không? Còn dung thất thì phải sốc điện nha. Sốc thì nó mới hết dung được, khi mà cái nút xoang nó lại mới lại làm chủ nhịp được. Nếu mà nút xoang sốc xong nút xoang nó không làm chủ nhịp được thì nó sẽ thành vô tâm thu, đúng không? Thì có phải trường hợp là sốc xong nút xoang chủ nhịp đâu. Cái câu này bác sĩ Hòa hỏi, cái câu này dễ quá mình cũng trả lời. Trong sách viết rất rõ. Insulin nền. Hỏi cái câu hay hơn là HB1C chỉnh như thế nào hay hơn nhé. Nhớ nhé, trong cấp cứu ngừng tuần hoàn bây giờ là CAB nhé. Không đặt cố đặt được nội quản thì thôi, đúng không? Bởi vì đặt nội quản khi một ông đứng ở trên ông ép tim ấy, rung lắm, khó đặt lắm nhá. Được chưa? Cái người bệnh nhân các thứ mất ý thức các thứ thì khi một số bệnh nhân hàm cứng cũng đặt đâu nhá. Tiêm erythropoietin mục đích là kích hồng cầu. Được rồi. Nếu mà erythropoietin tiêm ấy mà họ cái hồng cầu huyết sắc tố không lên ấy, phải làm bi lăng với sắt, sắt transferrin ferritin, tính chỉ số ETSAT trong thận bệnh học nhá. Ok, công thức là 246 trên dưới 8, 80 trên 10. Béo có thể từ 0,5 đúng không? Gầy thì 0,2 chỉnh dần đúng không? Nha. Nếu liều đang trên thì cộng 1 cộng 2 trừ 1 trừ 2, nguyên tắc là thế. Trong bài giảng của cô Nga có sao? Các bạn chịu khó nghe lại cái bài đấy em ạ. Nha. Cái đấy quan trọng, rất quan trọng. Các cái căn liều insulin giữa các HB1C.
Vậy insulin nó là trọng tâm mà. Đúng không? Không phải cái toan hóa ống thận nào, một số cái nó cũng gây ra các cái thiếu hụt về HCA3 trừ, nó có tất cả rất nhiều tip. Ok. Đấy, mình cũng trả lời các bạn đầu tiên đấy, các bạn vào sau tìm lại HBVG đánh vào nó ra nhá. Cái thứ hai, người ta không dùng cái đường kính tĩnh mạch cửa, nó không tỷ lệ thuận với cái tăng cái áp lực tĩnh mạch cửa nha. Bởi vì khi mà tăng áp lực lâu ngày nó sẽ giãn, nhưng mà cái mức độ giãn của nó tùy theo cái thời gian cũng như cái đáp ứng tùy, nó không dùng được theo cái đấy nha. Ok nha. Đấy, mình tạm thời chữa cho các bạn những cái test này, các bạn cố gắng bạn đọc lại nhé. Rồi, nhất là cái phần cái tip về acid sinh không phụ thuộc acid mình chỉ các bạn đấy, các bạn cứ ngẫm một tí các bạn sẽ ra kẻ của các bạn đấy. Đây này nhá, đây mình chiếu lại cho bạn đây nhá. Đấy, cố gắng đấy. Kẻ một bảng này solo luôn, chấp hết các cái câu liều thấp liều cao qua đêm nhá. Phải kẻ ra nhé, trong sách dài lắm không thể nhớ hết được. Đọc phần này xong nó cơ bản không phân biệt những cái từ mà nó cứ giống nhau ấy nhé. Ok, ví dụ chẳng hạn như u tuyến yên test liều cao ức chế được, thằng này không ức chế được, thế thôi. Cái này chụp MRI, nếu lạc chỗ thì thậm chí một số các cái đi tìm xạ hình các thứ này, tại tuyến thận thì chụp thôi. Cấp cứu thực hành là CAB, sách người ta chưa cập nhật lại, còn đâu tất cả các guideline của các thứ AHA các thứ này người ta CAB hết nha. Ưu tiên số 1 là ép tim. Ok. Đấy, không nha, không, mình thực ra mình cũng không phải để mình cố mình tranh luận, mình bác bỏ ý kiến của ai, nhưng mà mình học thế nào đúng thì mình cứ chọn theo thế, đúng không? Đúng không? Bởi vì nhớ đâu sách người ta lỗi in ấn thì sao? Không phải các thầy mình sai mà lỗi in ấn thì sao? Đúng không? Đúng không? Các bạn hiểu? Thế thôi, mình phải có quan điểm chính kiến của mình nhá, lập luận của mình, đúng không? Chứ không phải mỗi chuyện mình đọc sách cho mình đi thi đâu nhá. Cũng như cái tế này, các bạn là không là làm lâm sàng ấy, thì các bạn sẽ hơi khó khăn trong cái việc học nội khoa, tại vì các bạn ít được tiếp xúc hàng ngày. Thậm chí là một số các cái test Sinacten ACTH ở Việt Nam mình cũng mua được đâu, đúng không? Nên đi khoa khoa nội tiết gần như là ít, rất ít thấy. Mình cũng thấy là lạ, mình mà không làm canh bổ cái hoạt chất các thứ thì không mua được em ạ. Thế đó. Ok nhá. Rồi thì một số các cái tip, các mẹo các bạn cho các bạn để các bạn nhớ. Thôi thì cố gắng nhá. Vấn đề là các bạn cố gắng các bạn đọc sách ấy, nhưng mà vấn đề là các bạn không phải đọc từ đầu đến cuối cái bạn viết cái ý nào quan trọng ấy. Đấy, chứ không phải cái tự cả cái dịch tễ cứ đọc từ đầu ấy, bởi vì khi mà đọc cái đoạn dịch tễ đầu nó mệt quá rồi, xong rồi đọc bệnh học nó phải không, nó nhớ lộn. Nhá. Nó nhớ lộn ấy, nên là đọc sách đừng bao giờ đọc từ đầu đến cuối sách. Cần cái gì thì mở ra tra, đúng không? Đây bây giờ hỏi cái hội chứng hội chứng côn mà ông thì bảo kali máu tăng, ông bảo kali máu giảm, đúng không? Không được nhá. Rồi. Đấy. Trong này có mấy bạn thì mình đã dạy nội cho mình dạy từ hồi tháng 6, tháng 5 rồi nhá, thì cố gắng luyện thêm các cái test nhá để cho nó củng cố kiến thức. Thực ra cái mỗi cái lần thi này là một cái lần mình tổng duyệt lại cái kiến thức nội khoa cũng khá là hay. Khá là hay đấy nhá. Để dùng trên lâm sàng mà có thể giúp được rất nhiều bệnh nhân nhá. Thực ra cái chuyện mà ôn thi nội trú cao học của tụi mình thế là không hề phí một tí nào. Các kiến thức được một lượt tổng ôn tập lại.
đúng không? Đọc lại, đọc biết đọc khí máu động mạch, biết đọc điện tim, các cái dung thất BAV1, BAV2 tuyệt vời luôn, đúng không? Thế thôi. Được chưa? Ok, thế nhá, chào bạn nhá, chúc bạn buổi tối vui vẻ.